theo Cabrera ở Mỹ, đây là những mẫu xe mới tiết kiệm nhiên nhiên liệu và có giá cả phải chăng nhất trên thị trường hiện nay mà khách hàng có thể mua. 1. Nissan Kicks 2023 có giá 480 triệu. Nissan Kicks là một chiếc crossover tốt, phù hợp chạy trên những con đường chật hẹp, tắc nghẽn. Xe có động cơ 4 xi lanh 1.6 lít kết hợp với hộp số CVT hộp số biến thiên liên tục. Nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu 7 lít rưỡi cho 100 km trong thị trấn và 6 lít rưỡi trên cao tốc xe được hỗ trợ tính năng tiêu chuẩn như khởi hành ngang dốc, kiểm soát đi xe chủ động, cho phép phanh tự động khi có va chạm, Apple CarPlay và Android Auto, cùng nhiều tính năng tiêu chuẩn khác như điều hòa không khí và hỗ trợ đèn pha. 2. Chevrolet Trax 2023 có giá 480 triệu. Trax có động cơ tăng áp 1.2 lít 3 xi lanh. Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu 8 lít 3 cho 100 km trong thành phố và 7 lít 3 trên đường cao tốc. Xe có công suất 137 mã lực và mô men xoắn 162 mã lực. Nó có hộp số tự động 6 cấp truyền thống. Xe có hệ thống hỗ trợ an toàn bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ và cảnh báo trạch làn đường cũng như hỗ trợ va chạm phía trước. 3. Subaru Impreza 2023 có giá 465 triệu. Ngoài tính năng an toàn và tiện nghi, chiếc xe này còn có tiêu chuẩn hệ dẫn động tất cả các bánh. Impreza cũng đạt được xếp hạng an toàn 5 sao từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia. Chiếc xe này sản sinh công suất 152 mã lực từ động cơ bốc sơ độc nhất của hãng. Nó tiết kiệm nhiên liệu đạt 6 lít rưỡi cho 100 km trên đường cao tốc và 8 ,3 lít 3 trong thị trấn. 4. Kia Ford Tây 2023 có giá 463 triệu. Ford Tây có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đạt 5 ,7 lít 7 cho 100 km trên đường cao tốc. Nó cũng giành được danh hiệu xe nhỏ gọn đáng tin cậy nhất của JD Power năm 2023 và được bảo hành 10 năm. Xe có động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2 lít, tạo ra công suất 147 mã lực và hộp số CVT, cùng các tính năng tiêu chuẩn giống như sâu. 5. Hyundai 2023 có giá 462 triệu. Chiếc xe này sản sinh công suất 121 mã lực và khả năng tiết kiệm nhiên liệu 7 lít mốt cho 100 km trên đường cao tốc. Các hạng mục tiêu chuẩn bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo sự chú ý của người lái, tránh va chạm phía trước, Apple CarPlay và Android Auto hỗ trợ đèn pha và nhắc nhở hàng ghế sau. 6. Kirio 2023 có giá 394 triệu. Rio Sedan tiêu chuẩn có giá khởi điểm 394 triệu. Rio Hatchback có giá 416 triệu. Nó được trang bị một màn hình cảm ứng 8 in, bao gồm cả Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe với mức tiêu thụ được công bố chỉ là 5 lít cho 100 km trên cao tốc, và chế độ bảo hành 10 năm. 7. Mitsubishi Mirage 2023 có giá 382 triệu. Mirage là một trong những chiếc xe nhỏ nhất trên thị trường hiện nay và chế độ bảo hành 10 năm. Xe có hộp số CVT và khả năng tiết kiệm nhiên liệu 5 lít 4 cho 100 km trên đường cao tốc và 6 lít trong thành phố. 8. Nissan Versa 2023 có giá 372 triệu. Versa có khả năng tiết kiệm nhiên liệu 7 lít 3 cho 100 km trên đường cao tốc và 5 lít 8 chạy trong thành phố. Versa được trang bị động cơ 4 xi lanh 1.6 lít sản sinh công suất đáng nể 122 mã lực. Mẫu Versa cơ sở S có hộp số tay 5 cấp và các mẫu trang trí cao hơn có hộp số CVT. Xe cũng có hệ thống phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, phanh tự động tiến và lùi, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn pha tự động và hỗ trợ người lái màn hình tỉnh táo. Xe